anh ơi tối nay anh cần nơi giải tỏa không những lời từ miệng mình thốt ra chính trang nghe cũng thấy kinh tởm nhưng cô hết cách rồi người đàn ông hỏi lại bao nhiêu cô hơi sợ hãi nhìn anh ta một triệu được không ạ anh ta cười nhạt được rồi rồi anh kéo cô ra khỏi chỗ hát karaoke ồn ào đó đi khách sạn trang là nhân viên phục vụ một quán karaoke đây là lần đầu tiên cô đi khách anh là người khách đầu tiên của cô và đến bước đường cùng cô mới đưa ra sự lựa chọn này lấy thẻ phòng anh dắt cô vào phòng đóng cửa lại giọng anh trầm thấp đi tắm sạch sẽ cho tôi đi cô cầm một chiếc khăn tắm rồi lập tức vào tắm cô kỳ cọ mình mẩy cho thật sạch sẽ anh trả cô một triệu cô không thể để anh thất vọng tắm xong cô nằm trên giường chờ anh anh tắm rất nhanh chỉ mười phút thôi là xong rồi anh không mặc quần áo chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Thấy cô nằm đó, anh không vội mà nhàn nhã đến giường. Đàn ông ở tuổi 30 mà chưa có vợ thì cũng phải có nhu cầu. Anh chưa tìm được ai hợp ý nhưng cũng muốn có nơi giải tỏa, tìm đến những cô gái này là hợp lý. Dù sao đây cũng là một cái nghề. Cô ngồi dậy hơi bối rối, cô lo mình sẽ làm anh không hài lòng. Anh hỏi cô, "Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Nhìn gương mặt non trẻ của cô, Hình như cô còn rất trẻ. Dạ em 22. 22 tuổi, nếu được đi học Đàng Hoàng, có lẽ cô sắp tốt nghiệp đại học rồi. Thế nhưng mấy ai làm cái ngành này mà được ăn học Đàng Hoàng chứ? Lần thứ mấy cô đi tiếp khách vậy? Đột nhiên anh có hứng thú muốn tìm hiểu. Cô không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói lần đầu, anh có tin không? Không, tất nhiên là không rồi. Cô chỉ có thể lắc đầu. Anh cao hứng hỏi một câu. Vậy lần đầu à? Cô vẫn lắc đầu. Anh đột nhiên cười lớn, sau đó nằm xuống giường. Hôm nay cô phục vụ tôi, tôi mà hài lòng, trả cô 5 triệu. Chàng nghe thế thì mừng lắm, 5 triệu không phải là một số tiền nhỏ. Cô lúng túng hôn lên ngực của anh, sau đó từ từ gỡ khăn tắm trên eo của anh, vận đàn ông tự tức hiện hữu trước mặt của cô. Động tác lúng túng của cô gái khiến anh khó chịu trong lòng, là cô thực sự không biết hay là cô diễn kịch quá đạt anh nghĩ là vế sau nhiều hơn vì làm trong cái nghề này làm gì có ai không biết cách làm đàn ông vui chứ có chăng họ đang giả vờ để nhận lấy lòng thương hại mà thôi reng reng cô nhìn chân chân vật kia nhưng vì tiếng chuông điện thoại khiến cô bừng tỉnh người gọi cô chỉ có thể là y tá của bệnh viện cho em nghe điện thoại vài phút được không ạ à? tiếng chuông điện thoại reo, như đang nói với cô rằng có chuyện rất gấp gáp cô không thể chờ câu trả lời của anh vội xuống giường tìm điện thoại nhận ra cuộc điện thoại đó anh không rõ đầu dây bên kia nói cái gì anh thấy cô gấp gáp mặc lại quần áo cô nói năng hơi gấp hôm nay không được ngày mai anh gọi điện cho em được không bây giờ em phải tới bệnh viện rồi anh nghĩ cô gái này cũng thật kỳ lạ đã nửa đêm rồi mà còn gấp gáp tới bệnh viện làm cái gì chứ thôi thì cứ xem như là duyên của họ quá ngắn để trải qua một đêm cùng với nhau. Mặc quần áo xong xuôi, cô lấy một tờ giấy cùng với cây viết trong túi sách ra, ghi số điện thoại của mình. Cô đưa cho anh. Ngày mai anh gọi cho em, anh nhất định sẽ đến. Sau đó ra khỏi phòng, cô đi, còn anh ngồi dậy mặc lại quần áo. Đúng thật là mất hứng. Tuy nhiên, anh vẫn nhét số điện thoại của cô vào túi quần. Anh nghĩ rằng sau này có khi lại cần tới. Anh ra khỏi khách sạn, anh thấy cái người vừa nãy đang rất gấp lại đang đứng ở cổng khách sạn Anh nhíu mày Sao nữa Cô ái ngại Đã hơn 11 giờ đêm rồi Nên em không bắt được xe Anh tính mà kể Vì đằng nào cũng chẳng phải chuyện của anh Nhưng mà cơn gió thoảng lúc nửa đêm Tuy không lạnh đến bút thịt bút da Nhưng có thể khiến cô gái nhỏ Ăn mặc quần áo ngắn cũn cỡn run người Ở đâu tôi đưa đi Cô vui mừng Thật ạ à, em cảm ơn anh Đột nhiên anh nghĩ có phải anh đã tạo nên tội nghiệt gì nên mới vướng phải cô gái rắc rối này không? Xe chạy thật nhanh tới bệnh viện, vừa dừng xe, cô vội nói lời cảm ơn rồi chạy vọt ra ngoài. Anh định lái xe rời đi. Chết tiệt, túi sách của cô còn ở trên xe của anh. Anh thầm chửi thề một câu rồi mở cửa đuổi theo cô. Nhưng mà cô gái nhỏ chạy nhanh quá, anh lại không biết cô tên gì để mà gọi nên bất lực chạy theo cô. Đúng thật là rắc rối. Anh theo cô đến một phòng bệnh nhi, trong phòng có một đứa nhỏ khoảng 3-4 tuổi đang ngồi bó gối ở trên giường. Cô vào trong, lập tức ôm lấy đứa nhỏ vỗ về nó. Lúc này, có một cô y tá đi qua, thấy anh không vào trong phòng nên cô hỏi. Anh là bạn của chị Trang sao? Như có ai thôi miên, anh không trả lời cô y tá, mà hỏi ngược lại một câu. Cậu bé đó là con trai của cổ sao? Vâng, là con của cô ấy. Con ư? Cô gái chỉ mới hơn 22 tuổi và đã có con lớn từng ngày rồi ư ừ. Cô là mẹ đơn thân sao Bằng không nếu cô có chồng Chồng cô sao để cô đi kiếm những đồng tiền Nhem nhuốc đó chứ Cô y tá thấy anh vẫn chưa trả lời mình Nên kiên nhẫn hỏi lại một câu Anh là bạn chị ấy sao Sau đó cô sửa lại Anh ăn mặc sang trọng thế này Chắc là ông chủ của chị ấy rồi Anh lắc đầu Tôi không phải ông chủ của cô ấy Giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch thể xác Chưa thành công mà thôi không hiểu sao Nhìn người đàn ông này Rồi lại nhìn bóng dáng người mẹ trẻ Đang vỗ về con trong kia Cô cảm thấy mình nên làm một chút gì đó Để gắn kết hai con người này lại Xã hội bây giờ Mẹ đơn thân không xấu Cô tâm sự Hai mẹ con chị Trang đáng thương lắm Nhưng chị ấy không cần ai thương hại bao giờ Anh im lặng Anh không hiểu ý của người y tá kia đang nói là gì Nếu là anh là bạn Thì anh đừng ngại hoàn cảnh của chị ấy nhé Thằng bé con chị ấy ngoan lắm Anh bỏ ngoài tai câu nói kia Thằng bé bị bệnh gì? Bị ung thư máu Đang chờ nguồn tủy phù hợp Anh kinh ngạc Vậy tức là cô đang rất cần tiền Nên mới bất chấp tất cả Nhưng ba của đứa bé đâu? Anh ta không có một chút trách nhiệm gì với đứa trẻ sao? Đột nhiên anh cảm thấy cô và mẹ anh rất giống nhau Đều là mẹ đơn thân Nhưng mẹ anh may mắn hơn một chút Vì anh từ nhỏ đến giờ đều rất khỏe mạnh nên bà cũng đỡ một phần gánh nặng nếu anh cũng bệnh nặng thế này mà nhà lại không có tiền chữa thì liệu rằng bà có nghĩ tới cái nghề bị xã hội khinh thường này không anh có một chút đồng cảm anh không cảm thấy cô rắc rối nữa có một ý định sẽ giúp đỡ cô len lỏi ở trong anh cô ôm con vỗ về một lát thì thằng bé đã ngủ từ lúc nào không hay cô khẽ đặt con xuống giường còn hạnh phúc thơm lên má thằng bé một cái mẹ có đánh mất tất cả cũng không bao giờ từ bỏ con. Một màn vừa anh đứng ngoài thấy hết. Có một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm ở trong tim anh. Xong xuôi, cô phát hiện cái giỏ sách của mình đã mất tích ở đâu rồi. Bình tĩnh mà suy xét. Hẳn là nó ở trên xe của anh. Vì cô nhớ rõ lúc trước, chờ xe ở cổng khách sạn, cô vẫn còn đeo giỏ. Không sao, nếu mất thì thôi bỏ vậy. Dù sao trong đó cũng không có gì có giá trị cả Chỉ có hai cây son, hàng fake coi cho người khác cũng không thèm lấy, cùng một bộ trang điểm loại rẻ tiền, mua lại cũng chỉ tốn một trăm, nhưng một trăm cũng là tiền, con cô đang cần tiền, có một trăm thì đỡ một trăm. Nghĩ tới đây cô như ủ rũ, cô cầm một cái ly, tính ra bên ngoài lấy nước. Đến cửa cô thấy anh, cứ như gặp được cứu tinh vậy, cô mừng rỡ. Ôi, anh chưa đi à? Anh rơi cái túi sách lên. Cô tìm cái này à? Cô vội đón lấy cảm ơn anh em làm phiền anh quá ai trong kia vậy anh hỏi cô rồi biết rõ đáp án đúng hơn đây là một phép thử xã hội bây giờ chẳng thể tin được ai một cậu nhóc 4 tuổi đáng thương xin ăn ngoài chợ biết đâu lại là một đứa trẻ trùm móc túi và trong hoàn cảnh này một số cô gái lươn lẹo sẽ trả lời đây là em là cháu nhưng tuyệt đối không phải là con cha không giống với những cô gái khác con là tất cả của cô, là mặt trời của cô, nên cô không cần phải giấu. Thứ gì cần giấu, có chăng là cái nghiệp dơ bẩn của cô thôi. Thằng bé là con trai của em, ba tuổi hơn rồi. Anh thở một hơi, xem ra mình không nhìn nhầm người rồi. Ba nó đâu rồi? Ba của con cô ư? Cô cũng không biết, từ mặt mũi, vóc dáng, đến tuổi tác, nghề nghiệp của anh ta, tất cả mọi thứ cô đều không biết. Cô mỉm cười lắc đầu, mắt anh hiện rõ một nét thất vọng là vì đi quá nhiều khách nên mới không biết chính xác ai là ba của con sao hay vì cô không muốn nói cô nhìn anh cười thật tươi mặc dù em không biết ba của con em là ai cả nhưng em xin đảm bảo mọi chuyện không như anh nghĩ đâu anh càng hoang mang hơn nữa cô biết tôi đang nghĩ gì sao biết chứ nhìn vào mắt của anh là có thể thấy mà cô lại cười nhưng không sao với những người làm nghề như em thì với ai cũng sẽ có cảm nhận giống anh thôi cười cô cười thật nhiều hai mươi mấy năm sống ở trên đời kinh nghiệm sống mà cô rút ra được đó là nụ cười có thể giúp cô kiếm ra tiền nhưng nước mắt thì không vậy tại sao cô phải khóc chứ khóc chi cho mệt người hơn thôi anh hơi tò mò vậy cô khác với những người cùng nghề như thế nào khác nhiều lắm chứ anh chẳng hạn như họ không biết anh là vị khách thứ bao nhiêu của họ nhưng anh là vị khách đầu tiên của em đó sau đó cô bật cười ha ha như đang kể một câu chuyện gì đó rất hài nhưng mà anh chẳng nghe ra được từ nào hài hước có thể khiến cô bật cười như thế cô gái này cũng thật lạ nếu đã như thế anh cũng nên góp vui một câu cô có một điều khác họ nữa cô muốn tôi nói ra không em nghe chứ ạ à? họ không thể trở thành nhân tình của tôi nhưng cô thì có thể anh ơi đã từng ai nói với anh rằng anh đẹp trai nhưng đùa rất không vui không. Cô tỉnh bơ hỏi anh một câu như thế khiến anh không biết nên trả lời thế nào. Sao vậy? Tôi nói thật mà, anh đùa dai thật đấy. Nhân tình sao? Không thể nào. Làm như có chuyện một người giàu có hà phóng như anh cần thứ mặt hạng như cô làm tình vậy. Chỉ cần anh muốn sẽ có biết bao nhiêu cô gái bằng lòng theo anh. Anh cười nhạt, nụ cười đang khinh thường cô giống như không phải. Hay là cô muốn tiếp nhiều người khác sao? không có đương nhiên là cô không thích rồi nếu không phải vì hai từ hoàn cảnh người ta sẽ không ai muốn lựa chọn con đường này nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào khác con cô rất cần tiền nếu không có tiền vào thuốc sao thằng bé có thể cầm cự được chứ nếu cô được ăn học đàng hoàng có một công việc ổn định thì chắc chắn rằng thằng bé sẽ không cùng cô sống một cuộc sống thiếu thốn để từ đó rơi vào hoàn cảnh túng quẫn thế này gia đình cô ở một vùng quê kém phát triển bà nội cô lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào máu ba mẹ cô vì để làm bà vui lòng mà sinh rất nhiều con mẹ cô sinh liên tiếp bốn người con gái đến lượt cô là đứa thứ năm thì bà băng huyết mà chết trên bàn đẻ một phần vì cô là một đứa con gái phần còn lại là vì sinh cô nên mẹ cô mới qua đời nên ba cô đâm ra oán trách không ngó ngàng gì tới cô cả vì thế mà các chị đổ lỗi do cô tại cô nên mẹ mới mất các chị ai cũng xa lánh, ngày ngày chỉ chiết mắng nhất cô. Chỉ có chị hai lớn hơn một chút, chị hiểu chuyện hơn chị ba, chị tư, chị năm, thật lòng yêu thương chăm sóc cho cô, nên cô mới có thể sống sót được đến bây giờ. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ được sống cùng với chị hai mãi mãi thì bùm một cái. Năm cô 18 tuổi, tức là 4 năm trước, bà nội cô bị bệnh nặng phải cần một số tiền rất lớn để chữa trị. Chị. chị hai là chị gái lớn nhất trong nhà ngậm ngùi nước nước mắt vào trong mà nghe theo lời mai mối sang Đài Loan lấy chồng. Đổi lại gia đình cô có một số tiền mấy chục triệu đủ để bà nội chữa bệnh. Ngày chị hai theo người ta về nơi xa xứ lạ cũng là lúc cô mất liên lạc vĩnh viễn với chị hai. Cô có tìm đến người mai mối kia nhưng bà ta khinh bỉ trả lời rằng Gia đình mày đã bán con gái rồi thì đừng có mà tìm cách liên lạc với nó. Gia đình hào môn nhà người ta không thích đâu. Nhưng ai biết được Chị hai cô có được làm sâu nhà học môn như bà ta nói không? Hay là được thuê về để làm ô xin, để đẻ mướn? Buồn bã vì không thể liên lạc được với chị hai Về tới nhà lại bị các chị lớn không chào đón Cô chỉ có thể sáng học hết lớp 12 Rồi cầm tấm bằng tốt nghiệp lên thành phố Cuộc đời cô bước qua một trang khác từ đây À không, phải nói là bi kịch cuộc đời của cô Cô cầm tấm bằng lên thành phố Cứ ngây ngô nghĩ rằng mình sẽ được học đại học như mấy chị nữ chính trong phim truyền hình, rồi sau này sẽ có một công việc ổn định, thành công trong cuộc sống, trở về quê nhà, phụ giúp khó khăn của gia đình. Như vậy ba cô sẽ không ghét cô nữa. Và quan trọng nhất là cô phải kiếm thật nhiều tiền để mà tìm ra chị hai. Chị hai cô không thể biến mất như thế được. Nhưng cô đã lầm tưởng sâu nặng, một đứa nhà quê, chỉ có duy nhất tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, học bạ không mấy ấn tượng lại không có giấy giới thiệu của giáo viên. Quan trọng nhất là trong túi cô không có một nghìn nào, thì trường đại học nào dám nhận cô? Bất lực, cô lang thang ở nơi phố xá tấp nập, với cái đầu lẫn cái bụng trống rỗng. Đột nhiên cô nhìn thấy một tờ giấy tuyển dụng làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Cô lại một lần nữa ngây thơ mà nghĩ rằng phục vụ chỉ là mang trái cây hay là mang đồ uống cho khách. Nhưng không, gọi phục vụ cho sang vậy thôi, chứ thật ra là tiếp khách. Khách yêu cầu cái gì thì phải làm cái đó Khách bắt uống bia thì không được cãi Chỉ là không đi qua đêm với khách mà thôi Ngày thứ ba Thì cô cùng với hai bạn nữ nữa Phục vụ cho một đoàn khách 7-8 người gì đó Cô không nhớ rõ Chỉ biết là họ là hai công ty Sau khi ký xong hợp đồng Thì đến quán karaoke chúc mừng Hôm đó khách bắt cô uống bia Thứ đồ uống xa lạ của người thành phố Mà cô chưa từng uống ở quê bao giờ Cô say Say đến không biết trời đất Sáng mai tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, có ga, gối đệm trên giường, đều màu trắng. Trong phòng bây giờ chỉ có một mình cô với cơ thể lõa lồ, không một vảnh vải che thân. Bên cạnh cô có một sức tiền dày cộm 500.000 đồng. Số tiền nhiều thế này, đây là lần đầu tiên cô thấy. Giây phút cô cầm số tiền đó trong tay thì cô biết mình đã mất đi thứ gì rồi. Người ta nghĩ cô là gái gọi. Giữa nơi thành phố, xô bồ tấp nập, một cô gái nhỏ 18 tuổi biết được mình sai, sai thật rồi. Sai khi nghĩ rằng lên thành phố thì cuộc sống của cô sẽ khác. Sai khi làm một công việc không phù hợp với độ tuổi của cô và cái sai to lớn nhất của cô là đã bỏ nhà đi khi bản thân không hiểu một chút gì về cái mà người ta gọi là thành phố này. Cô cầm sấp tiền đó rồi mặc lại bộ quần áo rơi vãi dưới nền nhà. Cô đến nơi mình làm việc, hỏi ông chủ rằng ai là người đã kéo cô vào khách sạn. Cô muốn gặp người đàn ông kia Rồi vứt sớp tiền vào mặt của anh ta Anh ta nghĩ rằng Mình có tiền là có tất cả sao Có tiền thì có thể xem tất cả các cô gái Là gái gọi được hay sao Nhưng ông ta bảo rằng Mình không biết Ông ta sợ cô làm lớn chuyện Rồi xảy ra rắc rối về sau Cô chỉ mới làm việc có 3 ngày thôi Nhưng ông ta đưa hẳn một tháng Xem như là tiền bịt miệng Tiền lương một tháng Cộng thêm số tiền người ta để ở khách sạn cho cô Cô đếm đi đếm lại vừa sẵn 50 triệu Con số 50 triệu dùng để đổi lấy danh dự cả đời của một người con gái Là đắt hay là rẻ đây Nhưng cũng trong giây phút đó Cô có suy nghĩ rằng số tiền này nhiều thật Còn nhiều hơn cả số tiền bán chị hai Nếu bây giờ cô cầm số tiền này về quê Thì cô mua lại được chị hai có được không nhỉ Tất nhiên là không rồi Vì bà Mai kia đã nói rất rõ ràng rồi Bà ta dắt chị hai đến bên kia lại hết nhiệm vụ chuyện chị hai cô sống hay chết thì chả liên quan gì tới bà ta cả dù không có chị hai nhưng những lúc mất mát thế này cô cũng muốn về quê lắm về cái nơi mà không ai chào đón cô nhưng cô luôn khoe với các bạn là nhà mình về với những con người không ưa thích thậm chí chẳng một ai xem cô là ruột thịt nhưng mỗi lần có ai hỏi đến gia đình cô đều tự hào mà nói rằng nhà mình có năm người con gái là ngũ long công chúa là tượng trưng cho sự hương thị ngày xưa thì đúng vào thời khắc này, điện thoại của cô đổ chuông, số trên màn hình hiển thị một chữ ba. Là ba cô thấy cô bỏ nhà đi nên lo lắng hay sao? Ông gọi điện để tìm cô về sao? Vậy là ông đã không còn ghét cô nữa. Lúc này cô có chút mừng rỡ, như vậy là cô có thể về nhà rồi. Cô có thể cầm số tiền tuy không được sạch sẽ lắm, thế nhưng dù sao cũng là do cô làm ra này về để giúp đỡ gia đình của mình rồi. Nhưng khi bắt điện thoại, giọng nói lanh lảnh đầu dây bên kia như tạt thẳng một ca nước lạnh vào mặt của cô khiến cô lạnh lẽo đến chân người Chà, con quỷ này giỏi bữa nay bắt trước ai bỏ nhà ra đi thế là tiếng của chị ba cô chị ấy chỉ nhỏ hơn chị hai có một tuổi thôi nhưng chưa bao giờ thương cô dù cho chỉ là một góc của chị hai chị ấy càng nói càng cao giọng có giỏi thì đừng bao giờ về nữa nha con cái nhà này không ai chào đón một đứa giết mẹ như mày đâu từng từ của chị ấy là từng cái mũi kim châm chọc vào trái tim của cô khiến nó đau đớn vô cùng tại sao vậy tại sao cùng một cha một mẹ với nhau mà các chị không thương em tại sao ba tạo ra con rồi mà không ngó ngàng gì tới con ba biết rõ là không phải do con hại mẹ mà vì mẹ sinh nhiều con cộng với việc sinh liên tục nhưng không được tẩm bổ nên cơ thể ngày một yếu đi đến khi sinh con thì mẹ không cầm cự được nữa băng huyết đến tử vong con cũng là một nạn nhân từ lúc loạt lòng đã thiếu đi hơi ấm của mẹ còn không được ba yêu thương chỉ có một chút chị hai vừa làm chị vừa làm mẹ kêu mang cô trên cõi đời này chị ba còn thao thao bất tuyệt chuyện gì nữa nhưng cô chẳng thể nghe được một từ nào tai cô nó cứ ù ù đi mọi loại âm thanh chị ba nói rồi cũng chẳng buồn quan tâm sao cô không trả lời đã tắt điện thoại vì sợ tốn tiền cuộc gọi vừa kết thúc cô tháo cái sim điện thoại ra ném đi thật xa rồi lập lời thề rằng Cả đời này dù cho có phải chết nơi đầu đường xó chở là hồn ma vứt vưởng không có trốn dung thân Cô cũng sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà đó nữa Sao nào? Cô có đồng ý không mà suy nghĩ lâu vậy? Câu hỏi của anh giúp cô thoát khỏi đoạn ký ức đau khổ đó Cô dùng tay quẹt ngang qua mắt không ngăn cho nước mắt chảy xuống mỗi lần nhớ lại là một lần đau Nhưng không sao, tất cả đã qua hết rồi con người mà quan trọng nhất là phải biết sống cho hiện tại cô cố gắng nặn ra một nụ cười anh nói thật chứ là thật vậy thì em đồng ý cô chỉ sợ anh trêu mình thôi nếu là thật thì quá tốt rồi suy nghĩ lâu như vậy cuối cùng cũng đồng ý rồi à không đã giờ em suy nghĩ về một chuyện khác chuyện gì về cuộc đời của em có gì đáng để nói sao có chứ em sợ nếu cuộc đời của em viết thành một cuốn tiểu thuyết thì sẽ có nhiều người mua lắm đấy. Nhưng mà em nói trước là em chỉ dành buổi tối thôi nhé. Buổi sáng cô còn phải đi làm, cô làm công nhân ở công ty may mặc, có lương tháng hẳn hoi đàng hoàng, chỉ là số tiền quá ít, không đủ để chi trả tiền viện phí mà thôi. Anh cũng không quan tâm lắm. Được thôi, dù sao tôi cũng không có nhu cầu buổi sáng. Dạ. Anh chợt nhớ ra một điều, ngày mai xin nghỉ làm ở quán karaoke đi dạ nếu đã có anh rồi thì cô cũng không cần phải đến cái nơi không khơi dậy lên những điều không tốt đẹp của cô trong quá khứ nữa vậy được rồi tôi về khi nào cần tôi sẽ gọi mà anh tên là gì em còn chưa biết tên của anh tên hưng sau đó anh ra về cô cứ như vậy mà trở thành tình nhân của anh mọi chuyện xảy ra trong buổi hôm nay cứ như một giấc mơ vậy sáng hôm sau hưng đi thăm một đồng nghiệp đang nằm ở bệnh viện trùng hợp là người đồng nghiệp này nằm ngay chung bệnh viện với thằng bé con của cô như có ai xui khiến anh thăm người đồng nghiệp của mình xong thì đến nơi thằng bé đang nằm thăm cậu nhóc một tí cậu bé lúc này đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy anh vào cậu nhóc rất vui giống như là cô đơn thì tìm thấy một người bạn vậy chú tìm ai ạ à? chú là bạn của mẹ con chú đến thăm con dạ Đến bây giờ anh mới nhìn rõ Gương mặt cậu bé có đường nét hao hao với ai đó Mà anh đã từng gặp rồi Nhưng thời điểm hiện tại Anh chẳng thể nhớ là ai Mà dù sao chuyện cũng không liên quan tới anh Chỉ cần anh thăm bệnh là được rồi Con tên gì? Dạ mẹ gọi con là Săn Là Sơn sao? Anh hơi khó hiểu hỏi lại Cái tên này thật lạ đấy Anh chưa từng nghe qua bao giờ Cậu nhóc lắc đầu Dạ không, là Săn ạ à? săn trong tiếng anh có nghĩa là mặt trời anh hơi đơ người trong giây lát săn thấy vậy thì tưởng anh chưa hiểu cái tên của mình nên cậu cố giải thích mẹ nói con là mặt trời của mẹ anh gật đầu mỉm cười ừm con tên săn tên con đẹp lắm đấy cậu nhóc được khen nên nở mũi dạ con cũng thấy đẹp anh thấy con cô rất đáng yêu mặc dù chỉ hơn 3 tuổi thôi nhưng thằng bé một tiếng giả hai tiếng vâng không giống như những đứa trẻ ngỗ nghịch khác. Anh cũng muốn sau này mình sẽ có một đứa con thế này. Anh ngồi chơi với San được 5-10 phút thì phải quay trở lại công ty làm việc nên đành lưu luyến tạm biệt, hẹn lại bữa sau. Anh còn hứa lần sau khi mình đến sẽ mang thật nhiều quà cho San, khiến cậu bé vui lắm. Đã 3 ngày trôi qua nhưng anh vẫn chưa gọi cho cô một cuộc điện thoại nào cả. Đã nhiều lúc cô nghĩ có phải là anh đổi ý rồi không? Anh cảm thấy cô không xứng Cô muốn gọi điện cho anh nhưng nhận ra là mình không có số, thế là cô chán nản chờ đợi, chỉ mong anh sẽ không thay đổi quyết định của mình, xem cô như một trò đùa, như vậy sẽ nhục nhã và ê chề biết bao nhiêu. Đến buổi tối ngày thứ tư thì anh gọi điện, giọng anh nhè nhè như đã say vậy. Anh hẹn cô đến một khách sạn, vừa gõ cửa phòng, anh ra mở cửa thấy cô đã lập tức ôm cô mà ngấu nghiến, khiến cô hơi lo sợ. Nhưng cô cố chấn an bản thân mình vì đây là một trách nhiệm của nhân tình. Cô còn chưa kịp tắm, anh đã đè cô lên giường rồi, lột sạch quần áo của cô rồi thỏa mãn bản thân. Những chuyện thế này, ngoại trừ một lần cô trải qua lúc 18 tuổi trong trạng thái say bia thì hình như kinh nghiệm của cô là không có. Anh vội vã hấp tấp thế này khiến cô lúng túng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể nằm im mặc anh muốn làm gì đó thì làm. Sau một hồi vận vũ mệt nhoài và đầy đau đớn, Cuối cùng anh cũng rút ra Và xả tất cả ra bên ngoài Anh đã tỉnh táo hơn hẳn Nhận thấy môi dưới của cô bị cắn đến xương tấy lên Có lẽ vì đau nên chịu đựng Anh cảm thấy thương xót Anh hôn lên chán cô dịu dàng Tôi lại bị người ta bỏ thuốc Nên không kìm chế được bản thân Xin lỗi em nhiều Nghe được câu xin lỗi của anh Là ngay lập tức cô không còn cảm thấy ấm ức nữa Mà ngược lại còn biết ơn anh Mấy ai lại đi xin lỗi một con đĩ mà mình đã bỏ tiền ra chứ? Dạ, em không sao. Ừ, tôi đi tắm một chút rồi đem về bệnh viện. Dạ. Cô nằm trên giường nghỉ một chút, suy nghĩ lại những điều anh vừa nói. Anh nói anh lại bị người ta bỏ thuốc, vậy có nghĩa là anh trước đây từng bị người ta làm rồi sao? Cũng phải thôi, nếu không một người sạch sẽ như anh sao có thể gấp gáp đến mức cô còn chưa tắm mà anh vẫn làm? Rồi trong đầu của cô lại có một câu hỏi khác anh làm nghề gì mà để bị ghét đến mức thế nhỉ nhưng ở trong cái xã hội này làm nghề gì mà chẳng phải bon chen không bị người này ghét thì cũng bị người kia thù anh tắm xong cô cũng vào tắm thật sạch sẽ rồi mới trở về bệnh viện cô không muốn con trai của mình nhìn thấy cơ thể nhớp nháp này của mẹ nó những ngày sau đó cuộc sống của cô cứ bình thường trôi qua buổi sáng cô đi làm chiều tan tầm về lại đến bệnh viện ở đó với con đến sáng ngày hôm sau thi thoảng anh có gọi cho cô, nhưng số lần rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô nghĩ chắc là anh thương tình nên tạo điều kiện cho mẹ con cô có thời gian ở bên nhau. Tuy nhiên anh vẫn chuyển tiền đều đều vào tài khoản của cô. Cho tới mấy tháng sau, và một đêm rất đẹp trời, sau một hồi cuồng nhiệt qua đi, tại nhà anh, cô vội vàng sửa sang quần áo để đến bệnh viện. Anh hỏi cô, bệnh của con em phải ở bệnh viện 24 trên 24 để người ta theo dõi à? Cô vừa mặc quần áo vừa trả lời anh Dạ không Vậy sau mấy tháng nay Tôi không thấy em đưa thằng bé về nhà Chỉ là anh thấy thằng bé Luôn luôn ở trong viện Nên hơi tò mò Lúc này cô mặc quần áo xong xuôi Ai cũng nói ở viện không tốt Nhưng thật sự thì tốt hơn ở nhà trọ Cho em rất nhiều Hai mẹ con cô ở khu nhà trọ sập sệ Một tháng thuê nhà Vừa tính luôn tiền điện lẫn tiền nước Thì vẫn chưa tới một triệu nên không thể đòi hỏi điều gì quá đáng. Ngược lại cô thấy ở bệnh viện rất tốt, phòng bệnh sạch sẽ, ga giờ ngày ngày được thay sạch, còn có mấy cô y tá hay đến chơi với săn những lúc cô đi làm. Hay là em và cô săn dọn tới đây ở đi. Như vậy sao được ạ? Đây là nhà của anh mà cô chỉ là một tình nhân, làm sao có thể dọn về ở, hơn nữa còn dắt theo cả con cái. Anh hiểu những lo lắng của cô nên đưa ra lý do để cô đồng ý Sao lại không được Nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi Hai mẹ con em dọn về ở chung Cho căn nhà đỡ hưu quạnh Bao giờ cu su cần vào bệnh viện Tôi chở hai mẹ con đi Cô nghe vậy thì mừng rỡ lắm Thật sự vậy à Em cảm ơn anh Anh xoa đầu Được rồi Xong chưa để tôi chở cô tới bệnh viện nào Chờ em một chút Rồi cô ôm chầm lấy anh Sóng mũi cô tự nhiên cay cay Anh tốt với cô quá Trên thế gian này Ngoài chị hai ra Thanh là người thứ hai tốt với cô như vậy. Một phút sau, cô buông anh ra. Xong rồi, đi thôi. Mấy ngày sau, thì cô trả nhà trọ, cùng con trai dọn đến nhà anh ở. Thằng bé lần đầu được đến nhà ở to thế này, nên thích lắm. Cứ tay máy tò mò mọi thứ, hết đụng cái này rồi lại chạm cái kia. Cô thấy anh không có nét gì khó chịu trên gương mặt, nhưng cô ngại lắm, cứ sợ cô săn làm hư hỏng thứ gì đó của anh. Cô vỗ về con. San. Đừng có động vào đồ của chủ nhà chứ, lỡ hư đồ của chú ra thì tiền đâu mà đền chú Thằng bé nghe lời mẹ lắm, mẹ nói một thì không bao giờ dám cãi lại, mặc dù thích lắm nhưng không dám đụng vào đồ nữa, chỉ có thể nhìn ngắm bằng ánh mắt thèm thuồng thôi. Anh thấy vậy thì bật cười. Không sao đâu, chỉ là mấy món đồ trang trí thôi mà, em làm gì mà khó khăn với con quá vậy? San nghe vậy thì vòng tay lại thưa. Không ạ, à, mẹ dặn San không được đụng vào đồ của người khác Nhưng con thấy đẹp quá San xin lỗi chú Chú nói là không sao mà Con cô rất ngoan ngoãn, cô rất vui Nhưng mà cô cũng rất đau lòng Ước gì mình có thể mua được mọi thứ mà thằng bé thích Cô bồng thằng bé lên San ngoan, ngày mai mẹ mua đồ chơi cho con nha Dạ Buổi tối San đã ngủ rồi Anh vẫn còn làm việc Cô pha một ly sữa mang vào phòng làm việc cho anh Làm việc buổi tối thì nên uống sữa ừ em để đó đi rất khuya rồi mà anh vẫn gõ gõ cái gì đó vào máy tính cô tò mò nên có liếc trộm một ít nhưng khổ nỗi kiến thức hạn hẹp cô nhìn mà chẳng hiểu cái gì cả chỉ thấy có một dòng in đậm phía trên kế hoạch phát triển cô đánh liều hỏi anh một câu anh ơi anh làm ngành gì thế ạ à? anh đáp anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty thôi cô không biết cụ thể trưởng phòng kinh doanh là làm những gì Thế nhưng xem ra tiền lương nhiều lắm Anh có thể mua được nhà đẹp Còn có cả xe hơi Nhưng đọc được suy nghĩ của cô anh cười Tiền lương của tôi không nhiều đâu Chỉ có đủ để nuôi sống bản thân Ngừng một chút anh nói tiếp Và nuôi em thôi Cô ngại nên cười hì hì Sau đó cô nhìn xuống sọt rác Thấy anh bỏ một sấp tờ giấy A4 Đã ghi một mặt Còn mặt kia trắng tinh Cô chỉ tay vào sọt rác Anh ơi giấy này bỏ à Ừ Vậy cho em xin được không? Ừ, em lấy đi. Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn đồng ý. Dù sao thì không cho cô, anh cũng sẽ vứt đi mà. Cô gom lại sấp giấy, rồi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn anh. Anh làm việc ít thôi, còn đi ngủ sớm nha. Mãi tới mấy ngày sau anh mới biết, mục đích của cô xin giấy anh là cô đưa cho săn để cô cậu vẽ tranh. Con người ta phải túng quẫn tới mức nào mới có thể tiết kiệm như thế. Sau mấy ngày sống chung một nhà Thì anh biết được Săn có rất nhiều sở thích Ví dụ cậu bé thích vẽ Hơn nữa vẽ rất đẹp Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy sấp giấy mẹ đưa cho Rồi vẽ vời lên đó đủ kiểu Hôm nay Được một hôm anh đi làm về sớm Nên quyết định sẽ đến cửa hàng đồ chơi Mua cho Săn mấy loại bút màu để vẽ Cùng một bộ mô hình lắp ráp siêu nhân Anh mua xong thì mỉm cười Cụ Săn chắc chắn rất thích đây Không hiểu sao thấy cậu nhóc vui Tự nhiên anh lại vui lây chắc là sống chung nhà nên có tình cảm anh về tới nhà thấy nhà cửa yên ắng nên anh nghĩ có lẽ cô chưa về anh lên phòng săn xem săn đang làm cái gì lên tới nơi cửa phòng săn không đóng anh nghe bên trong có tiếng hai người nói chuyện nhỏ tiếng với nhau khiến anh tò mò cô đang ngồi trên ghế vẽ vời với cô săn trên người cô vẫn mặc một bộ đồng phục công ty may mặc hẳn là cô vừa đi làm về còn chưa kịp thay quần áo cô nhìn con vẽ tranh rồi chỉ vào tranh. San đang vẽ ai vậy? San cười, chỉ bàn tay với những ngón tay bé xíu của mình lên bức tranh. Dạ, San vẽ mẹ nè, San nè, cả chú Hưng nữa. Cô thơm lên chán con một cái. Sao lại có chú Hưng? Con thích chú lắm sao? Dạ. Rồi San ngây ngô hỏi mẹ một câu. Mẹ ơi, chú Hưng có phải là ba của San không? Anh nhìn thấy rất rõ nét trên mặt của cô thoáng buồn nhưng rất nhanh anh tươi cười với con trai không phải đâu chú chỉ là bạn của mẹ thôi mà săn nhớ ba hả giọng thằng bé buồn buồn dạ vì con chưa từng thấy ba ba có đẹp như chú hưng không hả mẹ phải trả lời với con làm sao đây hình như dáng người khuôn mặt người ta thế nào cô còn không biết nữa mà cô lảng tránh sang một chuyện khác săn quên lời mẹ nói rồi hả ba đang ở một nơi rất xa khi nào săn cao lớn như chú hưng ba sẽ về có được không? San buồn lắm, rất buồn. Nhưng San rất thương mẹ. Mẹ nói gì San cũng chịu. Cô nhìn đồng hồ. San ngồi đây vẽ tranh tiếp nha. Mẹ xuống nhà nấu ăn. San đói rồi đúng không? Giờ này chắc anh cũng sắp về rồi. Dạ. San vâng lời mẹ một tiếng. Cô vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy anh đang đứng ở đó. Nhưng mắt cô lại nhìn xuống hai tay đang sách những đồ lỉnh kỉnh kêu của anh. Anh về từ lúc nào vậy ạ? À? ừ tôi vừa mới về thấy em không ở phòng nên sang đây à dạ thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào những món đồ bình sách anh thật sự rất muốn cười anh háng giọng thôi em đi thay đồ đi tôi vào phòng của cô săn một lát à dạ khi anh vào trong phòng nói lớn một câu em đừng nấu cơm hôm nay tôi lãnh lương ra nhà hàng ăn dạ anh tới chỗ san đang ngồi Cô San thấy anh thì mừng lắm, định nhào tới ôm anh, nhưng giữa trường thì khựng lại, như nhớ ra một điều gì đó, San lễ phép chào anh: Chào chú ạ. À. Anh xoa đầu thằng bé, ừ, giỏi. Doanh đưa đồ chơi cho San, chú mua cho San này, San có thích không? San mừng rỡ nhưng không dám nhận đồ của anh. Anh nhét vào tay cậu bé, nhận đi, mẹ cho phép San nhận đó. Thật đã, à? cảm ơn chú san ôm tất cả vào lòng như một món báu vật thích quá san rất thích cô tắm rửa thay đổi xong thì quay trở lại phòng săn anh vẫn còn đang ở đây cô thấy con cô đang chơi lắp ráp mô hình siêu nhân thằng bé có vẻ thích lắm cũng phải thôi con cô chưa từng được chơi những món đồ chơi đắt đỏ thế này bao giờ cô nhìn anh em cảm ơn ạ à. nhưng lần sau anh đừng mua nữa anh cứ thế này em ngại lắm anh vô tư chỉ có một ít quà thôi mà hôm nay tôi lãnh lương Mẹ yên tâm đi, những thứ này không có đáng bao nhiêu tiền đâu. Cô chỉ có thể dạ một tiếng. Buổi tối, bọn họ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng, ba người cứ như một gia đình, khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ. Người chồng nhìn trưởng thành, thành đạt, cô vợ tuy còn trẻ nhưng xinh đẹp động lòng người, đứa con nhỏ lại có nét gì đó giống giống người chồng. Phục vụ mang menu ra, lịch sự hỏi: "Gia đình muốn dùng món gì ạ?" À? Anh nhìn sơ qua menu một lần, rồi hỏi cô: Em chọn được món gì chưa Cô nhìn menu mà sợ người Một món ăn đơn giản Lại có giá gần 1 triệu Còn có món Pháp, món Mỹ gì đó Giá hơn 2 triệu Đồ gì mà còn đắt đỏ hơn cả vàng vậy Cô chọn những món rẻ tiện nhất Anh thấy vậy thì khẽ cười Rồi cướp menu từ trong tay của cô Tùy ý gọi bò bít tết Súp cua và một số món hải sản khác Anh gọi nhiều như vậy Ăn sao hết Cô thấy nóng mặt lắm nhưng không dám cãi lại anh nên chỉ có thể góp ý với anh như vậy thôi anh cười ăn hết mà anh nhớ ra điều quan trọng em với san có bị dị ứng với hải sản không không ạ à. sau bữa ăn đó anh đưa thẻ cho người ta tính tiền rồi vứt hóa đơn đi khiến cô không biết là bữa ăn đó hết bao nhiêu tiền buổi tối cô du san ngủ xong thì trở về phòng anh đang nằm trên giường với vẻ rất suy nghĩ cô nhẹ nhàng lại gần anh sao vậy khó chịu ở đâu à anh lắc đầu Cô thấy vậy thì ngồi lên giường Nâng đầu anh gác lên đùi của mình Hay để em mát xa cho anh nhé Mỗi lần anh thấy khó chịu Cô đều làm thế này Mà có vẻ như rất có hiệu quả Mệt mỏi của anh vơi đi trông thấy Ừm uhm, cũng được Thật ra anh rất thích được cô mát xa cho mình Đôi tay nhỏ bé mịn màng của cô Xoa xoa nhẹ nhẹ hai bên thái dương của anh Khiến anh thật sự thoải mái Cứ coi như đó là một liều thuốc tịnh tâm an thần vậy một khoảng không gian yên ắng Bao trùm lên căn phòng Anh nhắm hở đôi mắt Còn cô vẫn đang mát xa cho anh Chỉ mong sao anh vơi đi mệt mỏi Được vài phút anh lên tiếng Tôi có một chuyện rất tò mò Nếu em cảm thấy không thoải mái Thì đừng trả lời nhé Dạ Trước giờ anh không phải là một người thích tọc mạch vào chuyện của người khác Nhưng từ lúc biết cô đến nay Mọi chuyện liên quan đến cô Anh đều muốn tìm hiểu Rốt cuộc là tại sao thì anh không biết Anh chỉ biết rằng có một cảm giác không tên nào đó thôi thúc anh Muốn anh tìm hiểu rõ hơn về cô ấy Ba của Săn Không biết gì đến sự tồn tại của thằng bé sao Bởi vì bản thân của anh cho rằng Nếu một người có trái tim bằng máu thịt Thì sẽ chẳng bao giờ để cốt nhục của mình Gặp khó khăn mà không đoái hoài đến Tay cô vẫn đang say nhẹ thái dương của anh rồi trả lời Em cũng không biết nữa Chắc là anh ta không biết Anh ử một tiếng Mày như anh vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cô thì phải. Cô cười nhẹ. Anh muốn nghe chuyện của San không? Anh gật đầu. Em kể đi. Cô kể cho anh nghe cái cách mà San có mặt trên đời này nhưng không kể cho anh nghe chuyện mình là một đứa con bị gia đình ruồng bỏ. Sau khi nhận xong cuộc điện thoại đó, một mình cô lang thang như một hồn ma không nơi nương tựa. Lúc đó may mắn có mỉm cười với cô một lần, đó là cô gặp chị Huệ. Chị ấy thương cảm nên dắt cô về chỗ nhà trọ chị ấy đang sống cho cô ở lại mấy ngày rồi giới thiệu cho cô một công việc từ đó cô làm công nhân cho công ty may mặc đến tận bây giờ sống cùng chị huệ được một tháng thì chị về nhà chồng mà cô nghe nói nhà chồng chị giàu nên không để chị làm công nhân nữa muốn chị ở nhà phụ mẹ chồng quán xuyến công việc buôn bán chị nhường lại chỗ trọ cho cô ở còn tốt bụng trả trước cho cô ba tháng tiền nhà khiến cô không biết phải trả ơn chị thế nào đến tận bây giờ thi thoảng hai chị em cũng có gọi điện qua lại. Qua lời chị kể thì chị có một cuộc sống hạnh phúc lắm. Gia đình chồng chị yêu thương chị, con cái của chị thì vâng lời lễ phép. Chị em trò chuyện vậy thôi, chứ cô không cho chị biết sân của cô đang bị bệnh. Nếu mà chị lại giúp đỡ cô nữa, thì cô không biết ơn này, phải trả bao giờ mới xong. Anh chuyên tâm nghe cô kể chuyện, rồi chen vào một câu. Lúc chị Huệ về nhà chồng, thèm đang có thai săn à? Dạ, nhưng lúc đó em không biết san ở trong bụng của em đến tuần thứ 6 Thì em mới biết Cô bắt đầu kể tiếp Cô làm ở công ty được một tháng Thì quen được rất nhiều đồng nghiệp Mọi người đa số đều lớn tuổi hơn cô Lại thấy cô hiền lành Nên xem cô như em gái Một hôm Trong giờ nghỉ trưa Cô thấy một chị mặt mũi tái xanh Đáy quần của chị ấy còn thấm chút máu Cô tưởng chị đến ngày Nên nhắc chị Nào ngờ đâu chị ấy ôm cô bật khóc như mưa qua một hồi lâu chị mới kể chị vừa phá thai nên ra rất nhiều máu cô không dám hỏi nguyên nhân chị phá thai nhưng hình như chị đang rất buồn chị ý tâm sự cho cô nghe chị có hai cháu rồi mà cuộc sống của chị chả dư giả gì nên lần mang thai ngoài ý muốn này phải bỏ thôi nhưng chị đau lòng lắm máu mủ của mình sao lại không đau được chứ nghe xong câu chuyện của chị như có ai đánh thức cô hình như lâu rồi cô chưa có mang một tâm trạng hỗn loạn đến bệnh viện kiểm tra. Lúc nhận được kết quả, cô chết lặng. Cô có thai rồi, khi thai được 6 tuần đã có tim thai. Cô nói với anh. Anh tin không? Lúc đó trong đầu em có một suy nghĩ, đó là phải bỏ. Em mới có 18 tuổi thôi, không thể làm mẹ. Thậm chí em còn mua hai viên thuốc phá thai. Khi em định uống thuốc vào để kết thúc mọi chuyện thì một cơn buồn nôn ập tới. Nó giúp cô tỉnh táo lại trong bụng là con của cô Sao cô lại bỏ nó Nó có tội tình gì đâu Anh nghe chuyện mà tim nhói đau Tại sao ông trời lại bất hạnh với cô như thế Người thì quá mức sung sướng Người thì cực khổ chăm bề Dù sao thì cô ấy mới chỉ có 18 tuổi Trong cái tuổi ăn học cớ sao lại phải cơ cực đến mức này chứ Còn người kia nữa Anh ta là ai Lúc đó cô chẳng suy nghĩ được gì Chỉ biết bật khóc nước nở Qua một hồi bình tĩnh lại Cô gọi cho chị Huệ thì chị ý nói cô làm như vậy là rất đúng. chỉ còn bảo cô cứ sinh con ra, bao giờ đi làm lại thì gửi cho chị. chị trông non giúp, rồi chờ em bé đủ tuổi sẽ gửi đến nhà trẻ. vì vậy mà mẹ con cô mới tồn tại được đến bây giờ. cho tới mấy tháng trước, cô phát hiện San bị bệnh. lúc đầu cô dùng tất cả số tiền mình dành dụm để đóng tiền viện phí và chữa bệnh cho San, nhưng cũng trả đủ. hết cách, cô chỉ có thể vào quán karaoke làm phục vụ rồi gặp anh anh thấy cô càng kể càng buồn nên anh lảng tránh sang chuyện khác. Ngày xưa đi học, em học giỏi môn tiếng Anh lắm có phải không? Cô hơi bất ngờ, thật ra thì ngày xưa cô học tệ nhất là môn tiếng Anh, học từ nào là quên từ đó, cứ như bộ não từ chối tiếp nhận vậy. Cô hỏi lại. Sao lại hỏi như vậy? Tại vì tên của San là mặt trời kìa. Anh có ấn tượng rất mạnh từ lần đầu gặp mặt cậu bé. Cô bật cười thành tiếng. Nụ cười lần này xuất phát từ trái tim, không phải là những nụ cười giả tạo để kiếm tiền. 12 năm đi học, em chỉ biết được có 3 từ là yes, no và ok thôi, còn từ thứ 4 là từ săn đó. Nghe vậy anh cũng bật cười, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi như vậy, cũng là lần đầu tiên anh thấy cô biết nói đùa. Anh muốn cô cứ giữ mãi nụ cười trên môi thật sự vui vẻ như hiện tại. Anh ngồi dậy đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt của cô, anh gọi. "Trang." Lần đầu tiên anh gọi tên cô như thế. "Dạ." "Anh có một chuyện nghiêm túc muốn nói với em." "Dạ, em nghe." Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng anh thì thầm nhưng thật sự rất nghiêm túc. "Đừng làm tình nhân của anh nữa, làm vợ anh được không?" "Đến hôm nay anh có thể khẳng định, anh yêu cô gái này mất rồi." cô rụt tay mình ra khỏi tay của anh nhưng anh càng nắm chặt anh hỏi cô một lần nữa được không em cô bối rối em em quá khứ của cô làm sao mà xứng với anh chứ anh thành đạt anh chưa có gia đình sao lại muốn cùng xây dựng gia đình với một người như cô anh hiểu cô đang lo lắng chuyện gì anh ôm cô vào lòng chuyện của quá khứ anh không quan tâm em cũng phải quên nó đi thì mới có thể hạnh phúc được chứ Cô vẫn im lặng như đang kìm nén một thứ gì đó. Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt của cô một cách chân thành nhất. Anh không dám hứa hẹn nhiều, nhưng hãy để cho anh được yêu thương, chăm sóc hai mẹ con em, có được không? Cô không thể kìm nén nữa, cô ôm chầm lấy anh rồi bật khóc nước nở. Cô khóc thật to để giải tỏa nỗi lòng. Anh ơi, sao anh đối xử tốt với em như thế? Anh có mắc nợ gì em đâu? Anh bật cười, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô. Anh không biết mình có mắc nợ gì cô không, thế nhưng anh tin gặp được cô là do duyên số an bài. Muộn rồi, ngủ đi em. Cuộc đời dài như thế, anh không dám hứa hẹn viển vông, thế nhưng hiện tại anh sẽ yêu thương cô thật nhiều, sẽ toàn tâm chăm sóc cho cô săn như con ruột của mình. Cuối tuần, anh chở hai mẹ con cô về quê để gặp mẹ anh xin phép chuyện cưới hỏi. Ban đầu cô rất ngại, cô không muốn đi, nhưng anh thuyết phục mãi anh nói rằng mẹ anh ở quê rất hiền Bà nhất định sẽ không làm khó gì cô đâu Thương anh cô đồng ý Anh có thể vì cô làm nhiều chuyện Cô cũng nên làm một chút gì đó cho anh rồi Từ thành phố về nhà anh chừng 4 tiếng đi xe Cô săn mệt nên ở trên xe cứ ngủ ly bì Đến nơi thằng bé mới tỉnh táo được đôi chút Mẹ anh biết con trai rất vợ tương lai về Thì bà mừng lắm Sáng sớm đã đi chợ Để mua những nguyên liệu tươi ngon nếu một bữa ăn thịnh soạn lúc anh bước vào còn dắt theo cô bà vui lắm nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ cô dắt theo bà hơi khựng lại trong giây lát đứa trẻ này nhìn quen quen dạ con thưa bác ừ đi đường xa mệt lắm hả con dạ con không mệt rồi cô nói với cô san san chào bà đi con bà gật đầu rồi hỏi đây là anh định trả lời thì cô đã lễ phép thưa. Dạ thưa bác, đây là con trai của con ạ. À. Đôi mắt bà thoáng hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền vui cười niềm nở. Thôi, mấy đứa đi rửa mặt cho mát rồi vào ăn cơm trưa đi, mẹ nấu xong cả rồi. Anh dạ một tiếng rồi dắt cô và cô săn đi ra sau nhà rửa mặt. Anh nói với cô, thấy chưa, mẹ anh rất hiền mà. Cô cười nhẹ rồi dạ một tiếng. Suốt cả ngày hôm nay, mẹ anh không có thái độ gì với cô cả. Bà chỉ đơn thuần là đang tiếp đón một vị khách mà thôi. Buổi tối cô ngủ một mình thì tỉnh dậy, đã thấy không có anh nằm bên cạnh. Cô định đi kiếm anh. Khi đi ngang qua phòng mẹ anh, cô có nghe tiếng bà và anh nói chuyện. Con chắc chắn rằng mình thật lòng yêu thương con bé chứ không phải là thương hại sao? Cô biết, cô nghe lén người khác nói chuyện là một chuyện rất xấu. Nhưng cô thật sự muốn biết rằng anh vì yêu thương cô hay là vì thương hại nếu là thương hại thì thật sự cô không cần hai người cứ tiếp tục mối quan hệ đối tác giữa tiền và tình như vậy sẽ tốt hơn cô không nhìn rõ nét mặt của anh thế nào nhưng cô nghe rất rõ từng lời anh nói dạ không con yêu cô ấy thật lòng không có xen lẫn một chút thương hại nào cả rất lâu mẹ anh mới thở dài một hơi được rồi mẹ tôn trọng quyết định của con mẹ chỉ lo thứ tình cảm của con là nhất thời thôi sau này nếu mà đổ vỡ thì con bé lại một lần đau bà thân là từ một người mẹ đơn thân nên bà hiểu năm đó bà sinh anh chưa được bao lâu thì chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông một mình bà tần tạo nuôi con đến ngày con khôn lớn khó khăn buồn tuổi bà hiểu những lúc yếu lòng người phụ nữ sẽ cần một bờ vai còn chuyện cô có một đứa con riêng bà không quan tâm con ai cũng vậy trẻ nhỏ mà chỉ cần mình thật tâm đối xử tốt với nó nó sẽ xem mình như là ruột thịt thôi cô ở bên ngoài nghe rõ từng lời một anh tốt với cô mẹ anh cũng tốt với cô rõ ràng là hạnh phúc thế nhưng nước mắt cô lại chảy ra không thể kiểm soát được được một lúc bà lên tiếng khuya rồi về phòng ngủ đi con mai còn có sức mà lái xe đường dài anh chào mẹ rồi ra khỏi phòng khi anh ra đến cửa anh thấy cô đang đứng ở đó hai hàng nước mắt chảy dài Em nghe hết rồi sao?" Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Anh cười, "Vậy vào trong nhà, chào mẹ chồng một tiếng đi." Cô vào trong, bà thấy cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bà tươi cười, "Lạ nhà nên không ngủ được à?" Cô lại gần, nắm lấy tay bà, "Con cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã chấp nhận con." Bà vỗ vỗ vào tay của cô, "Được rồi, không có gì phải cảm ơn hết, sau này vợ chồng phải yêu thương nhau là mẹ vui rồi." Cô gật đầu liên tục Dạ, dạ Buổi chiều ngày hôm sau Anh và cô phải về lại thành phố Vì thứ hai, cả hai đều phải làm việc Cô săn có vẻ thích bà lắm Trước khi đi, còn thơm bà một cái vào má Rồi lễ phép chào bà Suốt cả đoạn đường về nhà Một tay anh lái xe Một tay còn lại nắm chặt lấy tay cô Lúc này cô cảm thấy suốt 20 năm qua Cuối cùng cô cũng có thể được hạnh phúc rồi Mãi chìm đắm trong hạnh phúc mà cô quên mất chuyện đó là bệnh tình của cô San. Mấy ngày sau đó, đột nhiên cô San ngất xỉu. Khi chuyển tới bệnh viện qua một hồi cấp cứu, bác sĩ điều trị chính cho cô San gọi cô đến phòng của ông ấy. Anh sợ cô không thể giữ bình tĩnh nên cùng đi đến đó. Đến nơi, ông xem kết quả của các xét nghiệm xong thì thở dài. Thật tình thì cô không thể nào liên lạc được với ba của đứa trẻ sao? Mắt cô lúc này đã long lanh nước Nhưng cô vẫn sáng giữ vẻ bình tĩnh Dạ không Vẫn chưa tìm được nguồn tủy nào phù hợp với cháu bé ạ à? Ông lắc đầu Vẫn chưa Tôi nghĩ nếu cứ chờ đợi thế này Bệnh tình thằng bé sẽ ngày càng trở nặng đấy Đến khi tìm được nguồn tủy mới rồi Thì chẳng thể phẫu thuật được nữa Khổ tâm một điều Là tủy của cô không thích hợp với con của cô Cô chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa Nắm lấy tay của ông bác sĩ bây giờ phải làm sao ạ à? bác sĩ nhất định phải cứu lấy con của cháu nhìn cô như thế anh không đành lòng anh hỏi bác sĩ tôi có thể đi làm xét nghiệm được không cô nhìn anh anh thật sự rất tốt vì cô anh sẵn sàng làm mọi chuyện bác sĩ hỏi cậu có quan hệ gì với thằng bé không anh lắc đầu không ạ à? thế nhưng phải thử thì mới biết được chứ bác sĩ gật đầu cậu nói đúng đi Cùng tôi làm một số xét nghiệm đi Đôi khi người lạ với nhau Có thể cứu sống được nhau Cô níu tay của anh Được không anh Anh gật đầu Không sao Ngày hôm sau buổi trưa Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm hôm qua Đến phòng bệnh của San tìm cô Lúc này đang là giờ nghỉ trưa Nên anh từ công ty mang cơm qua cho cô Trông ông có vẻ không vui Sao cô nói Không liên lạc được với ba của cô San Ông đưa kết quả cho cô xem Vậy đây là cái gì Thứ lỗ cho cô Cô học ít không hiểu Nhìn thì nhìn vậy Nhưng cô thật sự không hiểu Trong đó toàn là những số liệu dài loằng ngoằng Cùng với những chữ viết tay nguệt ngoạc của bác sĩ Là sao vậy ạ à? Thật sự cô không hiểu Ông chỉ vào số liệu trên đó rồi nói Hai người họ là cha con Nếu không sao tỷ lệ trùng khớp lại cao thế này Cả anh và cô đều nhìn nhau không hiểu gì cả Ông bác sĩ cũng phải lắc đầu Nếu không tin ấy, thì đi xét nghiệm ADN đi Tôi chẳng hiểu Hai người đang chơi cái trò gì nữa Nói xong ông đi ra khỏi phòng Ông đi rồi cô vẫn không hiểu Là sao về anh Bây giờ thì anh đã hiểu ra mọi chuyện Anh hiểu tại sao lần đầu gặp mặt cu săn Anh đã thấy rất quen rồi Anh cũng đã biết cu săn Có nét hao hao giống ai rồi Thời điểm 4 năm về trước Lúc đó anh chưa được thăng lên trước trưởng phòng kinh doanh một hôm anh hoàn thành một dự án lớn nên cả nhóm đi ăn mừng còn có một số người của công ty đối tác ở quán karaoke đến khuya anh không hiểu sao khi tờ mở sáng tỉnh dậy anh đang ở khách sạn với một cô gái trẻ lúc đó anh bối rối lắm không biết phải làm thế nào cả cộng thêm việc anh thấy một vệt đỏ tươi ở trên giường càng bối rối hơn anh định chờ cô gái tỉnh dậy rồi sẽ chịu trách nhiệm nhưng khi bật điện thoại lên xem anh thấy có một dòng tin nhắn của đồng nghiệp Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ với người đẹp. Anh chỉ nghĩ rằng cô ấy là một người bán thân. May sao anh là vị khách đầu tiên của cô ấy. Vì có suy nghĩ đó nên anh móc tiền từ trong ví ra. Có bao nhiêu tiền mặt anh để lại cho cô hết. Sau đó sửa sang lại quần áo rồi ra về. Về sau anh chẳng còn bận tâm gì tới chuyện đó nữa. Anh hỏi cô: Em nói bốn năm trước em làm ở quán karaoke thì gặp ba của săn sao? Thật lạ. Khi anh lại hỏi một việc chẳng liên quan gì Đến vấn đề bác sĩ nói Dạ đúng vậy, sao vậy anh? Anh ôm chầm lấy cô Nói một câu không đầu không đuôi, khó hiểu Là em, em chính là cô gái đó Anh ôm hơi chặt, khiến cô hơi ngạt Sao vậy anh? Anh càng xét cô chặt hơn Là anh, anh là ba của cô San Xin lỗi em Cô điếng người người đàn ông 4 năm trước Để cô xuống vực thảm là anh cũng là anh của 4 năm sau Kéo cô lên từ cái vực thảm sâu hun hút đó Cô thều thảo Anh là ba săn Là người đó sao Anh gật đầu Là anh Anh xin lỗi Cô khóc Chẳng hiểu tại sao mình lại dễ khóc đến như vậy chứ Đây rõ ràng là chuyện vui Săn có ba Săn còn sắp sửa được chữa khỏi bệnh Là anh Người đó là anh Ở xa tận chân trời Nhưng lại gần ngay trước mắt tim anh giờ đau như muốn nổ tung ra anh tự nguyền rủa bản thân mình chết cũng không hết tội nếu như ngày đó anh không uống say đến mất kiểm soát nếu như ngày đó anh không nhận dòng tin nhắn kia nếu như ngày đó anh không nghĩ cô là gái bán thân nếu như ngày đó anh chờ cô tỉnh dậy rồi chịu trách nhiệm với cô thì có lẽ hai mẹ con của cô đã không cực khổ như bây giờ con anh bị bệnh nhưng không có đủ tiền để cứu chữa mẹ của con anh vì cứu con mà sẵn sàng bán thân Suốt cuộc người làm cha như anh đã làm được cái gì chứ? Vô tư sống 4 năm mà không biết đến sự hiện diện của hai người. Nhưng mà trên đời này không có hai từ nếu như và cũng không có chuyện cho ta trở về quá khứ để không làm ra những việc sai lầm. Có một hồi xúc động, cô buông anh ra. Cô chạy đến bên giường của San đang nằm. Thằng bé bây giờ vẫn đang miên man. Cô nắm lấy cánh tay của thằng bé nhưng để dẫy những vết kim tiêm đưa lên má của mình. San ơi, ba về rồi này. Bao giờ tỉnh dậy Con sẽ được gặp ba Không cần phải đợi đến ngày con lớn nữa đâu Nhưng mà san của cô vẫn đang mê man Hẳn là cậu bé không nghe thấy lời của mẹ rồi Anh dùng bàn tay to lớn của mình Bọc lấy tay của hai mẹ con San ơi Ba đây Rồi anh nói với cô Anh đi gặp bác sĩ hẹn lịch phẫu thuật nhé Chờ ngày săn khỏi bệnh Anh dắt hai mẹ con đi du lịch Cô gật đầu với anh Dạ Anh hôn lên chán cô một cái sau đó tới gặp bác sĩ qua trao đổi bác sĩ nói thứ hai tới là có thể phẫu thuật xong xuôi tất cả anh gọi điện về quê cho mẹ anh tin chắc rằng là bà sẽ mừng lắm vì cháu trai của bà đang yêu thế cơ mà trong điện thoại anh nghe rõ giọng nói của bà kích động nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh báo tin cho mẹ xong anh cảm thấy nhẹ nhõm có một chuyện anh không thể ngờ tới là buổi tối anh và cô đang ở bệnh viện thì mẹ anh gọi điện đến bảo hai người về nhà Hai người ngạc nhiên nhưng vẫn thu xếp về nhà Về tới nhà của anh Mẹ anh đã ở trong nhà tới bao giờ rồi Mẹ đón xe lên đây ạ à? Cô cũng chào mẹ anh một tiếng Bà gật đầu với cô rồi nhìn anh Ừ Nhưng chuyện đó không quan trọng Quan trọng là mày quỳ gối xuống đó cho mẹ Anh không dám cãi mẹ Nên quỳ xuống Đầu gối vừa chạm đất Mẹ anh đã dùng chổi lông gà Đánh mạnh lên lưng của anh Mạnh đến mức một soi của bà thôi Cũng đủ làm anh đau điếng bà đánh thêm một soi nữa bà hỏi anh mày biết mày sai ở đâu chưa anh im lặng không nói gì bà đánh thêm một soi nữa cô thấy vậy thì quỳ xuống với anh bác ơi có chuyện gì cứ từ từ nói đừng đánh anh hưng nữa ạ à? con tránh ra cho bác để bác dạy con của bác anh cũng bảo cô tránh ra anh biết phải tức giận lắm mẹ anh mới như thế mẹ cho mày lên thành phố để học hành mày học đại học học rộng học cao để làm gì mà rồi nhân cách của mày như thế hả con Mẹ có dạy mày đi uống rượu bia Rồi hại đời con gái người ta như thế không Bây giờ thì cô hiểu ra một chuyện Cô đỡ lấy cây chổi lông gà từ tay của bà Cô không muốn bà lại tiếp tục đánh anh Bác ơi Bình tĩnh đi bác Chuyện đó con cũng có lỗi mà Cô lay lay anh Xin lỗi mẹ đi anh Anh vẫn cúi gằm mặt xuống Bị mẹ đánh đúng là đau thật Nhưng một chút đau đớn này có là gì so với những gì cô đã phải chịu đựng trong bốn năm qua mẹ những gì con đã làm con sẽ chịu trách nhiệm bà thấy vậy thì cũng không đánh nữa bà nhìn anh ánh mắt rõ ràng rất buồn con làm mẹ quá thất vọng coi trời mới biết khi nghe con trai gọi điện thoại về kể lại mọi chuyện tay chân của bà run rẩy không ngừng một phần vì giận anh một phần vì thương cháu từ lần đầu tiên gặp cháu nổi bà đã có một cảm giác rất lạ rồi Bà còn nhìn thấy nó con nét gì đó giống với con trai bà lúc nhỏ Nhưng nhìn thằng bé quá ốm yếu Người cứ gầy gò xanh xao Hôm nay bà mới biết Thằng bé bị ung thư Căn bệnh này người lớn còn không chịu được Sau những lần vào thuốc đau đớn Thì cháu trai của bà Nó mới có hơn 3 tuổi thôi Làm sao nó vượt qua được đây Bà chẳng thể ở quê để ngồi đợi được như trước nữa Bà nhét một vài bộ quần áo vào giỏ sách Rồi vội vã đón xe lên thành phố Suốt đoạn đường dài 4 tiếng đi xe ruột gan của bà nó cứ nóng san cả lên, khiến bà lo lắng vô cùng. Anh vẫn còn quỷ ở đó, có lẽ về lưng vẫn còn đau nên anh vẫn chưa thể tự mình đứng dậy được. Cô tạm thời để anh ở đó, việc bây giờ cô cần làm là trấn an mẹ anh trước. Bác đi đường xa đã ăn uống gì chưa ạ? À? Con nấu một chút gì đó cho bác nha bác. Bà nhìn cô không khỏi đau xót. Một cô gái nhỏ chỉ mới hơn 20 tuổi đầu thôi Sao lại phải chịu nhiều cực khổ thế này bà nắm lấy bàn tay của cô nói bác xin lỗi con cô lắc đầu bác đừng nói vậy con mang tội bây giờ mọi chuyện đã tốt lắm rồi bà gật đầu sau khi hỏi cô về bệnh tình của cui san cô kể lại hết tất cả mọi chuyện chỉ cần thứ hai này thằng bé được làm phẫu thuật thì mọi chuyện sẽ không sao nữa ạ à? vậy là tốt rồi được rồi đưa bác tới bệnh viện bác thăm thằng bé khổ thân cháu bà quá cô nhìn anh nhưng mà anh hưng có lái xe được không ạ anh gật đầu anh không sao lên phòng lấy cho anh một cái áo khoác để anh thay ra cô vội lấy áo rồi cẩn thận thay ra cho anh vừa cởi chiếc áo sơ mi ra đập vào mắt cô là tấm lưng đầy những vết hằn của anh cô xót lắm sao mẹ anh đã đánh anh mạnh thế này bà có nhìn thấy tấm lưng của con trai bà cũng rất đau lòng nhưng con bà không nên thì bà phải dạy dỗ lại anh thay áo xong thì đưa mẹ và cô tới bệnh viện đến nơi bà nhìn cháu bà nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát kia bà nhìn cháu của bà nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát kia ruột gan bà đau như cắt so với lần trước bà gặp lần này thằng bé còn gầy gò hơn cánh tay bị kim châm xanh tím đủ chỗ bà quyết định sẽ ở lại đây đến ngày thằng bé bình an ra khỏi phòng phẫu thuật chớp mắt một cái đã tới thứ hai anh và cô săn được đẩy vào phòng mổ cùng một lúc. Trước đó một ngày, anh có chấn an với cô nói rằng sân của chúng ta nhất định sẽ không sao đâu, rồi con sẽ khỏe mạnh trở lại. Hành lang lạnh lẽo của bệnh viện chỉ có cô và mẹ của anh nôn nóng ngồi chờ. Chừng một tiếng, phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, nhưng ở dãy hành lang này có người gọi cô. Trang ơi, là em phải không Trang? Cô quay về nơi có người gọi đó, rất lâu sau Cô vẫn không dám tin vì mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm đó cứ như một giấc mơ vậy. Khi cô đã nhìn rõ mặt của người kia rồi, cô còn chưa hết ngạc nhiên thì người đó đã ôm lấy cô. "Trang ơi, đúng là em rồi, chị tìm em mấy tháng nay." "Chị Hai, chị về lúc nào vậy? Chị ơi, chị ơi." Cô không dám tin có một ngày mình sẽ gặp lại chị Hai thế này. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại chị nữa. Chị hai cô vừa khóc vừa mắng cô Sao hư thế hả Trang Bỏ nhà đi biển biệt 4 năm nay Chị tìm mày mấy tháng nay cực khổ lắm Bao nhiêu uất ức Cô đã chịu đựng suốt thời gian qua Nay tuôn trào ra hết Chị hai, chị không có ở nhà Không có ai thương em hết Ai cũng ghét em, ba cũng ghét em Mãi một lúc sau Hai chị em mới ngừng khóc Chị hai hỏi cô Ai đang ở trong phòng phẫu thuật vậy em Dạ con của em rồi cô nhớ ra, còn có mẹ anh ở đây. Giới thiệu với bác, đây là chị hai của con. Bác gật đầu. "Chị, còn đây là." Cô chưa kịp nói, bà đã cắt lời. "Bác là mẹ chồng của Trang." "Dạ." Hai chị em sau 4 năm xa cách nên có rất nhiều chuyện muốn nói cho nhau nghe, chẳng hạn như cuộc sống của hai người trong 4 năm qua. Cô kể lại cho chị hai từng chuyện của mình. Nghe xong, mắt chị đỏ hoe. "Út của chị" Sao mà khổ vậy em Phải chi chị về sớm hơn Chị hai Sao chị đi biệt tích 4 năm vậy Bây giờ chị mới về với em Nãy giờ cứ kể mãi chuyện của cô Mà quên mất phải hỏi chị hai Không biết cuộc sống của chị 4 năm qua thế nào Chị hai kể lại mọi chuyện cho cô nghe Sau khi bà Mai dắt sang bên đó Chị đúng thật là làm dâu nhà giàu Họ thấy chị ở quê Thật thà chất phác Nên rất thương chị Chồng chị cũng là một người tốt anh ấy hơn chị 10 tuổi Năm nay 37 tuổi rồi Anh ấy với chị tuy không yêu đương mặn nồng Nhưng sống với nhau rất hòa thuận Chỉ có một điều đáng nói duy nhất Là gia đình của chồng chị Sợ chị trốn về Việt Nam Nên cắt đứt liên lạc giữa chị với gia đình mình Mãi tới 3 tháng trước Chị năn nỉ quá Chồng chị mới đồng ý để chị về Việt Nam Và suốt 3 tháng nay Chị thuê bao nhiêu là thám tử tư Mới có thể tìm được em Cô mừng rỡ Chị ơi mừng lắm vậy mẹ em cứ suy diễn lung tung rằng chị ở bên đó bị người ta đánh đập hành hạ không cho ăn uống chị hai bật cười lúc đó chị cũng sợ lắm nhưng mà ông trời thương chị chị vào nhà của anh à quên nói với em mẹ chồng chị là người việt nam đó bà hiểu cảnh làm dâu xứ lạ nên không bao giờ làm khó dễ chị hết chỉ có là bà nghe lời chồng không cho chị về thăm nhà thôi thật vậy thì em mừng quá đúng là ở hiền gặp lành rồi chị mọi chuyện như bây giờ thật là tốt Ừ, nhìn chị bây giờ sành điệu chưa Ăn mặc toàn đồ hiệu không này Chị hai nói đùa với cô một câu như thế Dạ dạ mà chị về rồi Khi nào sang lại Anh cho chị về 4 tháng Mà đi tìm người nhà hết 3 tháng rồi Tháng sau chị phải về lại Thật tình thì đi mấy tháng nay Chị nhớ con gái chị quá Ngày nào mà không gọi video cho nó Là chị không ngủ được Vậy là anh chị có mấy con rồi ạ Một đứa thôi con bé hơn 2 tuổi cô nổi hứng trêu chị một câu. Con gái chị nhỏ tuổi hơn cả con trai của em đấy. Sau này hai đứa gặp nhau phải để con em được làm anh đấy. Chị Hai nghe vậy thì bật cười ha hả. Á, con nhỏ này, lâu ngày chị Hai chưa đánh mày nên mày ngứa đòn có phải không? Bầu không khí giờ đây không còn nặng nề Những lúc sáng nữa. Mẹ anh thấy cô như vậy thì cũng vui lây. Chị em lâu ngày đoàn tụ là chuyện tốt. Qua một khoảng thời gian rất lâu, đèn phẫu thuật tắt đi bác sĩ từ trong đó đi ra chúc mừng gia đình ca phẫu thuật rất thành công cả ba người đều vỡ hòa trong hạnh phúc một tay cô nắm lấy tay của chị hai còn một tay nắm lấy tay mẹ của anh mẹ chị hai tất cả thành công rồi trong một giây phút kích động cô đã gọi bà là mẹ tiếng mẹ này cô đã khao khát bao năm nay cả hai nhìn cô rồi gật đầu rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cô Suốt những ngày ở bệnh viện chờ cô San hồi phục Chị Hai cũng ở đó với cô Cô giới thiệu anh với chị Hai Còn chị gọi video qua bên đó Để cô thấy mặt anh rể và cháu gái Anh ấy còn rất trẻ Nếu chỉ nhìn vào gương mặt Sẽ không ai biết là anh đã 37 tuổi rồi Vì thế mà chị Hai tự hào lắm còn nói là chồng của chị đẹp hơn chồng của em, khiến cô dịu mặt. Đến ngày chị hai phải về, hai chị em biện dị lắm. Nhưng chị hai hứa lần sau, khi về, sẽ dẫn theo anh rể và cháu gái. Sơn ở bệnh viện thêm một tuần nữa thì bác sĩ cho về nhà vì tình trạng đã ổn hơn. Sơn được ba yêu thương, được bà nội chăm sóc nên chẳng cần mẹ nữa. Mà nói thật là dạo gần đây cô cứ thấy mệt mệt ở trong người, nên giao cô săn cho bà nội. Mẹ anh thấy vậy thì lo lắng. Hay là đi khám đi con? Dạ, mà dạo này con cứ chán ăn ấy mẹ ạ, à. ăn cái gì cũng không ngon cả. Mẹ anh giật mình. Hay là có thai rồi? cô cũng giật mình theo hình như là có thật sau khi kiểm tra xong mang kết quả về nhà mẹ anh mừng lắm bà nói càng nhiều cháu càng thích anh nghe tin thì suýt chút nữa đã ôm cô xoay lấy mấy vòng anh nói lần này anh có thể nhìn thấy con của anh khi còn là một bào thai được bế con khi con vừa mới chào đời rồi anh sẽ dạy con tập nói tập đi tất cả mọi thứ buổi tối săn ngủ với bà anh và cô vì chuyện cô đang mang thai mà khó ngủ Ngày mai mình đi đăng ký kết hôn, rồi tháng sau mình làm đám cưới được không em? Sao cũng được mà anh. Dù sao thì cô với anh đã như vợ chồng rồi, còn hai đứa con nữa. Tờ giấy kết hôn này hay một đám cưới này cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Ừ, vậy nghe anh, làm giấy kết hôn trước nhé, sau đó đợi họ cho săn. Dạ. Anh muốn thế nào, cô cũng bằng lòng hết. Anh xoa bụng cô. À, em tính đặt tên con là gì? Con còn nhỏ xíu mà anh Hay là tên là Moon đi Mặt trăng hả anh Anh cười Sao em nói em chỉ biết có bốn từ tiếng Anh thôi mà Cô cũng cười Thì Moon là từ thứ năm nè anh Sau đó anh ôm lấy cô Một cái ôm của người chồng dành cho vợ Một cái ôm an ủi Xoa dịu chuỗi ngày vừa qua Một cái ôm tiếp thêm sức mạnh Để cả hai vững tin cùng nhau mà bước tiếp Anh thì thầm Anh yêu em Từ yêu chỉ mất 0,03 giây để nói Nhưng anh nguyện dùng cả đời của mình Để thực hiện nó với cô Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Một đêm say Thu Huệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video Và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn